Đây là vlog đầu tiên của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm món cơm lam nha các bạn. Xin mời cả nhà nhá. Đấy, nó phải giữ được lại cái màng này này. Mới là cái cơm lam bóc mới là đúng này. Rất là đặc trưng tại vùng Tây Bắc cũng như là Tây Nguyên Việt Nam nha các bạn. Nhưng hôm nay tôi sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố thì kiếm tre rất là khó nha các bạn. Hôm nay chỗ nhà người ta tôi mua 20.000 các bạn. Tôi mua cho Shopee rồi nhưng mà không làm được. Giờ tôi sẽ ngâm gạo nha các bạn. Đó, cho một tí gạo nếp vào. Ở đây thì gạo nếp mình ngâm 5 tiếng nha các bạn. Tre thì mình chặt đôi chặt ba ra cho nó dễ thao tác nha các bạn. Sau đó thì mình chặt ra từng đốt nha các bạn. Gạo sau khi ngâm được 5 tiếng thì mình đổ ra rổ cho nó ráo nước nha các bạn. Tiếp theo đó thì mình sẽ bỏ gạo vào ống tre nha các bạn. Vừa làm mình vừa giọng ống tre xuống đất để lèn chặt gạo nha các bạn. Gạo mình cho cách miệng khoảng một đoạn như thế này nha các bạn. Ống này to hơn các ống trước nên làm khá nhanh và dễ nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ dùng lá chuối để bịt ống tre nha các bạn. Tiếp theo đấy thì mình đổ nước vào và để nước ngập gạo gần 1cm. Các bạn có thể dùng lá dong hoặc bất cứ loại lá nào cũng được nha. Sôi. Nghe tiếng nước sôi không? Xèo xèo xèo. Thôi che cũng hơi. Đốt còn cháy vàng trong luôn, đốt quên ngồi tám cũng quên luôn. Thì nó hết cái đen rồi, mình muốn làm là mình làm. Chín chứ, chín nữa chứ. Phải nhạo, phải để lúc khô. Để lúc khô, cây đi dốc xong nó khô à? Nãy nay mình phải mở ống ra xong mình đốt. Cuối cùng chọn cái cuối hả? Thế thôi. Điều ra đây dì ơi. Đấy, cơm lam đấy, lướng hồi nãy giờ ngon chưa? Chảo khôi hay. Đây đây, đây. Đấy, như rồi. Chấm miếng ăn phát. Rồi như là quay cơm lên mặt cạnh chị vậy mới à. Mời cả nhà. Mặt xin mời cả nhà nhá. Quay quay cận này. Ngon không? Ngon không? Ngon, dẻo đúng không? Hảo. Như phải ăn kèm với miếng thịt gà đấy nhá. Quay cận cảnh miếng da cái chỗ da gà. Đây. Không, đẹp. Nó chưa khô mấy nào nhỉ? Như ăn tuyệt vời. Ngon ha, kết hợp thịt gà với lại cơm nam ngon đúng không? Mười điểm. Bỏ ăn lên. Cả nhà ăn đi.
là đúng nghệ thuật này. Không cần, nhưng mà nó có cái màng, cái cơm nam ngon là ngon ở cái màng tre đó. Nó phải giữ lại được cái màng này đúng không Như? Không, cái Như từ nãy giờ nó bóc 2-3 cục, cái nào cũng có. Cháu phải lấy răng cắn ra là đẹp ngay. Này cháu lấy. Thấy không? Nó có cái màng. Oh.